Ok. Đây là một cái cổng, hoa văn cổng, rộng đọt lòng của một cánh là 1m22 và cao đọt lòng là 2,22 do các kỹ sư của Hoa Tháp Việt sản xuất. Hoa văn uốn được làm từ sắt hộp 20-20 dày 1 ly 2, hàng của Hòa Phát, rất là chất lượng. Vật bên trên có một cái đỉnh cổng có chiều cao là khoảng 4, chiều cao cái đấy là 45 cm, nó rộng ra lan ra hai bên, nó trải dài dần. Hoa văn 20-20 các bạn nhé, về người ta khách sẽ tự thêm khung vào. Và bác thợ của Hoa Tháp Việt đang tiến hành đánh số để về khách theo số để mà sắp xếp lại. Về chỉ cần rải ra trên nền nhà đúng theo kích thước là hàn lại, rất nhanh và chính xác. Cái khó nhất thì để Hoa Tháp Việt lo. Sự sáng tạo và hoa văn đúng yêu cầu loằng ngoằng là Hoa Tháp Việt uốn rồi. Các bạn trở về thích kiểu gì thì nói về Hoa Tháp Việt uốn và về ráp lại thành bộ cọc. Bạn nào có nhu cầu làm hoa văn mỹ nghệ thì liên hệ với Hoa Tháp Việt theo số điện thoại 0969 310 678. Vâng, chào các bạn. We'll be right back.